Đọc lại coi. Quán. Ăn đồ ăn cũng sắp hàng nữa mọi người. Giỏi. Two. Giỏi. Giỏi. Three. 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 Bắt đầu đi chơi quá rồi đó. Nãy đếm giỏi lắm nha. Nãy đếm vậy nè. Ờ, ăn kìa, ăn kìa. Thấy tư chưa? One. Nãy con làm gì? Two. Three. Ăn nó con, thường quá. Con Thái Lan, con say hi đi nè, vươn tay đi, chào nè. Chào đi con. Thái Lan. Thái Lan à. Thái Lan ơi. Where are you? Thôi đổ quá con. Ăn đi. Ăn đi. Thái Lan ăn bánh bò nướng. Bánh. Cắt cắt miếng bánh ra để cho nó cũng đếm nó quanh chiều đó thấy chưa? One, two, thích đếm. Cái gì cũng sắp hàng rồi đếm chơi vậy á. Ăn mà với cái biểu cảm đó là sao? Là ngon hay không ngon hay là sao? Che chát bánh ta hả? Làm sao vậy? Ngon con. Sắp hết rồi đó. Ngon miệng à, con bé ngon à. Bánh hôm qua mẹ nướng là ngon quá trời luôn. Hôm qua mẹ nướng cái bánh á, lần đầu mình làm luôn á. Ngon không? Giơ tay cho mẹ một lời khen coi. Giơ tay đi. Giơ tay. Giỏi quá. Thank you. Cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Bye 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 đi. Say bye bye nè. Say bye bye đi. Bye bye đi. Say bye bye đi. Bye bye đi. Là dính vô mặt con nè. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Okay, bye. Cheese.